Hello. Năm mới chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Caramel thử thách dân bãi là ăn 10 ổ bánh mì nha cả nhà. Ăn 3 ổ đầu là được 100, 3 ổ sau là được 100 nữa, ăn 4 ổ sau là được 500.000, tổng cộng số tiền là 700.000 nha cả nhà. Giờ dân bãi bắt đầu ăn nha cả nhà. Dân bãi mời cả nhà ổ bánh mì thịt nha cả nhà. Quá ngon. Buổi sáng đẹp trời gió mát chân thanh mà ngồi ăn bánh mì thịt được, còn cái gì bằng nữa cả nhà. Lần trước dân bãi lần thua Caramel thử thách bánh mì thịt rồi nha cả nhà. Chuyến này dân bãi cố gắng lên thắng Caramel nha cả nhà. Quá lần này Caramel thử thách Caramel bánh mì sao mà chuyến này ớt rồi mà cay quá cỡ cả nhà ơi. Cay rẻ mát. Quá chúc cho trận này cả nhà. Quá ngon. Tốt nữa còn hết ổ rồi cả nhà. Mà cái khéo ăn là quá đã cả nhà ơi, được cay quá cả. Quá đã. Hôm nay dân bãi nhất định là phải thắng Caramel nha cả nhà. Để hôm nay vui dân bãi hoài. Cả nhà xem hết video cho dân bãi thắng Caramel không nha cả nhà. Không một ổ cả nhà ơi. Tiếp tục ổ thứ hai cả nhà. Cũng bánh mì thịt không nha cả nhà. Quá đã, quá sức trong này cả nhà. Ớt ớt phanh phanh đỏ tươi nha cả nhà. Quá đã. Bữa nay mà thua Caramel nữa là Caramel nó cười gì ông bãi. Quá xấu hổ luôn nha cả nhà. Bãi cố gắng cả nhà ơi. Trong này ớt nó cũng nhiều cả nhà. Cũng quá cay cả nhà. Quá đã, câu rồi. Trong ớt trong bánh mì nó cay nằm tới lỗ mũi luôn cả nhà. Một hơi của dân bãi bắt đầu tôn rồi cả nhà. Nó cay rồi, cay. Nước mỏng xuống cả nhà ơi. Bánh mì này nhai cái lượng nó nhiều, nó quá mỏng miệng cả nhà. Chưa được hai ổ cái hàng hạ của dân bãi nó mỏi dần rồi cả nhà. Quá mỏi. Chấm lỗ rồi. Hãy
hết khổ hơn nha cả nhà. Nhà cơ mình thử thách dân bản này hư răng lên nha cả nhà. Ba ổ bánh mì mới được 100.000 nha cả nhà. Giờ cái này mới có 70.000 cả nhà. Còn ổ nữa mới được chẳng 100 cả nhà. Tiếp tục ổ thứ ba cả nhà. Cũng bánh mì thật luôn cả nhà. Bấy mà cả nhà. Quá đã. Quá cay cả nhà ơi, không muốn bị. Đó thì quá cay quá cả nhà ơi. Ai ăn bãi mẫu quá cả nhà ơi. Một ôi dân bả bìa rất đầm đọt rồi cả nhà. Quá cay. Gần hết ba ổ nha cả nhà. Nên caramel thử thách chuyến này hai cái hầm mạ răng bả mới rớt lạch bạch thiệt là cả nhà. Thử thách này răng hơn thử thách phẩm. Rớt đặt cái bát vào quá sức cái chân này cả nhà ơi. Còn miếng nữa hết rồi bao cả nhà. Thấy lục tắm cả nhà. Cả nhà thấy quá buồn. Hôm nay thử thách rất là răng cả nhà. Ăn 3 ổ được có 100.000 cả nhà. Quá sức buồn. Phải ít nhiều cũng có vô tối là dân bãi mừng cả nhà. Quá đã. Nào mà lụm được cái tấm này là cả nhà. Tại dân bãi quá vui. Tiếp tục ổ thứ tư nha cả nhà. Mời cả nhà. Quá thức có chậm rồi. Quá mẫu cái hầm hạ cả nhà. Hầm hạ cũng dân bãi mẫu quá cả. Quá ngon. Ngon mà dân bãi ngứa cái đầu luôn cả nhà. Quá cái trong này.
dân bãi ăn được bao nhiêu ổng nè cả nhà. Cả nhà em coi dân bãi lấy nổi cái tấm này không nha cả nhà. Nào dân bãi lấy tấm này là dân bãi mới vô nè cả nhà. Ăn bánh mì thịt này là không còn gì bằng hết cả nhà. Quá đã, quá ngon. Gió mát chân thân ngầu ăn bánh mì thịt thật là lãng mạn. Quá đã, đã. Cảm ơn cả nhà xem mà cả nhà. Tàu ba cái củ cải đỏ, củ cải trắng, nhận dưa chua, chua rẻ mạt mà cả nhà. Củ cải trắng và củ cải đỏ nhận chua đầu trên hết 4 ổng mà cả nhà. Quá hai dòng, hai dòng bãi muốn rớt đất là bách bạch rồi cả nhà. Quá cả mỏi. Quá mẫu là mạ quá cả nhà đó nha. Ai mạ của dân bãi mẫu lụn rồi cả nhà. Bữa nay mà thua caramel nữa là quá xấu hổ. Vừa ăn vừa mất xa cái hầm hạ cả nhà. Quá sức mỏi. Mình hết ổ từ nha cả nhà. Còn lại tới 6 ổn nữa cả nhà ơi. Từ từ nha cả nhà. Caramel là cắt nó thử thách dân bãi kiểu này. Dân bãi dùng im không nấu chén cả nhà. Chỗ caramel nó không để ý nên caramel nó làm chỗ cắt dân bãi một tiền chạy chốt cả nhà. Chốt caramel cũng vậy. Nhân bãi ngầu mang kiểu này đó. Nhân bãi kiểu đời cũng nổi cả nhà. Trình trình cái caramel nó không để ấy nó quay chỗ khác á. Nhân bãi gom ba cái tiền nhân bãi chạy kiếm chỗ nào chốt caramel cả nhà. Không thứ năm cả nhà. Cũng bánh mì thịt luôn cả nhà. Chứ nhân bãi không nói chuyện để không có để ý tới nhân bãi cái nhân bãi. Lấy hai tên tiền này chạy chốn nha cả nhà. Chạy trốn vô quán uống cà phê. Bây giờ caramel nó đi kiếm trong bài nha cả nhà. Thì ăn kiểu này vô wow. Hai thằng ăn quá sức mộ cả nhà. Vừa ăn phải vừa massage cả nhà. Giờ dòng bãi chậm chậm thì sao một tiền chạy trốn được cả nhà. Dòng bãi quay cho khác ta đông này nó không thấy nó tới dòng bãi một tiền dọn bên cây hàng. Ta đông này nó không cho dòng bãi mà tạo cái cảm giác để ta đông này nó không quan sát ở cả nhà. Bắt dân bãi phải quay lại ngồi ăn nghiêm chỉnh đàng hoàng mà nó kịp tốt dân bãi cả nhà. Cả nhà thấy caramel của dân bãi lợi hại không cả nhà? Quá lợi hại.
Được, cái đồng này nó giờ có phép dòng bãi có tiền dòng bãi trời ơi. Dòng bãi thì chịu không nổi đó. Lần nào cũng dòng bãi cũng nghe tất cả đồng men mà lẫn mất rồi dòng bãi chống mặt mà cả nhà. Dòng bãi dòng bãi hiểu chưa. Quá sức cái trận này rồi. Dòng bãi ăn bây giờ lẫn còn 5 ổ nữa cả nhà. Đầu dân bãi thấy chống mặt luôn mà hai cái hàm hàng của dân bãi thì nó mổ nó muốn rớt đất này bệt vừa ăn vừa mát xa mà giờ là còn 5 mẫu trên tay dân bãi còn nửa ổ nữa. Quá sức cái trận này cả nhà ơi. Và củ cải trắng thì củ cải đỏ ngập giấm cả nhà, đầu vô nước chua rẻ mặt luôn. Cuốn dùm con nội thôi, con nội lấy tiền nội. Quá chức nổi cái này thằng mà cái là giờ chỉ con đường thốt tiền chạy trốn ra làm mèn thôi chứ chịu không nổi cả nhà. Quá cỡ nổi mà cũng bao mấy rồi cả nhà coi nè, nổi cái người chào bá luôn. Cuốn nội rồi mát xa cái hầm hàm bây giờ vút xuống cả nhà, quá sức rồi, chắc chắn phải lấy được con xì này qua cả nhà. Tiền cả ra men rồi để trước mắt mà chẳng phải lấy không nổi cả nhà. Hôm nay càng chẳng phải quá tức luôn, quá tức mà quá xấu hổ, không thể lấy nổi, bỏ tài. Này phải có sân nhỏ nữa, nó phụ dân bãi không biết làm sao cả nhà, chứ mình dân bãi bỏ tay là phải. Để dân bãi ẹo ẹo thì cho nó trốn cả nhà ơi. Quá rất cái trận này đúng ông nội ơi. Quá cỡ giờ dân bãi quá đã rồi cả nhà. Mấy bãi rất là cố gắng cả nhà nhưng mà không đủ sức cả nhà. Đồng bãi lần chịu bó tay cả nhà. Nhưng mà tành bật là cả nhà không thể thắng nổi caramel này. Này cái hầm hạ của dân bãi nó cũng rớt xuống đất này bạch bạch cả nhà. Dân bãi phải lắc mà cả nhà cho nó xuống mà chịu nổi cả nhà. Thật sự dân bãi rất là cố gắng cả nhà ơi, nhưng mà đành bật lực nó vừa mỗi hai cái hầm hạ no quá cả nhà ơi, chịu không nổi. Dân bãi ăn có 5 mổ cả nhà, tiền caramel dân bãi lấy được con xị cả nhà thấy quá là buồn không cả nhà. Dân bãi vừa nói ăn không nổi là caramel lấy tiền lại cả nhà. Cả nhà thấy dân bãi quá buồn quá xấu hổ không cả nhà. Dân bãi thua cả nhà ơi, mà về dân bãi lấy được có 100.000 caramel cả nhà. Dân bãi cố gắng mà hết sức nhưng mà không thể vì vượt qua nổi caramel, lần nào cũng thua caramel hết cả nhà ơi. Dân bãi xấu hổ quá cả nhà ơi. Dân bãi rất là xấu hổ cả nhà, lần nào cũng thua caramel hết. Dân bãi cố hết sức rồi cả nhà ơi. Thôi dân bãi xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy dân bãi có hay thì cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực quay những video khác hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.